Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mỗi ngày đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Cứ đến hẹn lại lên 9 hoặc 10 giờ sáng, công ty chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà đẹp. Và hôm nay là một mẫu biệt thự 3 tầng mái Nhật cực kỳ đẹp bắt mắt theo phong cách hiện đại, được công ty chúng tôi thiết kế cho anh Phan Đình Nam ở khu vực phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng các bạn nhé. Thì anh Nam có theo dõi công ty chúng tôi rất là lâu rồi và anh rất là thích các cái phong cách của Kisato đa dạng, đặc biệt là cái đội ngũ làm việc chuyên nghiệp cũng như cái đội ngũ cũng năng lực của Kisato được tỏa tất cả mọi nơi, nên anh có gọi của chúng tôi về và đó là lý do tại sao mà anh chọn Kisato từ Hà Nội về khảo sát thiết kế cho anh mà không phải đơn vị ở Hải Phòng. Thì thông qua video này, Kisato rất là cảm ơn anh cũng như tất cả thành viên gia đình đã tin tưởng lựa chọn Kisato để Kisato kiến tạo cho anh một công trình đẹp như anh mong muốn ở trong hình. Rồi, trước khi đi sâu vào công trình thì tôi muốn chia sẻ các bạn một chút về quy trình làm việc của công ty chúng tôi. Thì bạn nhìn thấy đây là một cái quy trình làm việc rất là dài, rất là nhiều các cái bước. Đây, còn rất là nhiều các cái bước ở đằng sau các bạn nhé. Đó. Và để làm ra như thế này thì cần một cái đội ngũ rất là đông. Ở đây gần 20 con người để tham gia kiến tạo một bộ hồ sơ thiết kế. Và chúng tôi quy trình hóa, chúng tôi số hóa, chúng tôi chuyên môn hóa từng vị trí để các bộ phận này có thể liên kết với nhau, làm việc với nhau một thể thành một thể thống nhất để tạo ra một cái hồ sơ tốt nhất. Đấy, như các bạn nhìn thấy đây, báo cáo anh em làm việc đều được thông báo hàng ngày và tất cả các cấp lãnh đạo đều có thể quản lý được. Thì đó là cái sự chuyên nghiệp của chúng tôi khi chúng tôi sử dụng công nghệ. Chứ không như đơn vị khác, họ làm rất là rời rạc và chỉ có một vài người. Như vậy hồ sơ của bạn sẽ không được nó chỉnh chu và có sự chuyên nghiệp ở đó. Đấy, các bạn để xem qua một số hình ảnh mà chúng tôi về khảo sát thiết kế cho anh Minh. Thì bất kỳ công trình nào thì chúng tôi đều có đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư khảo sát về khảo sát thiết kế của hai anh em xe ô tô và máy bay flycam để quét toàn bộ khuôn đất của gia chủ. Thì các bạn hãy xem qua một chút về cái thông tin của anh Minh mong muốn như nào khi mà chúng tôi về khảo sát thiết kế cho anh nhé. Đây, tôi sẽ bật cho các bạn xem. Thì sau này ví dụ như các bạn có thi công chọn gói của công ty chúng tôi thì chúng tôi cũng có phần hồ sơ hoàn công rất là đầy đủ chi tiết. Ví dụ như các bạn mà muốn xem toàn bộ lại cái nhật ký thi công công trình của mình thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, là chúng tôi có đầy đủ hết. Đây, thì anh mong muốn là gồm biệt thự 3 tầng, tầng 1 gồm một phòng khách, một phòng ngủ rộng, một phòng ăn. Đó, tầng 2 gồm một phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ cho nó, một phòng master và một vệ sinh chung. Tầng 3 gồm một phòng hát và một khu vực kho. Đấy, thì các bạn hãy xem một khu vực giặt cộng phơi. Các bạn hãy xem chúng tôi giải quyết bài toán cái mong muốn của gia đình nhà anh Lam như thế nào nhé. Thì các bạn để xem qua cái hồ sơ thiết kế mà công ty chúng tôi làm cho gia đình nhà anh Lam. Và đây là tổng mặt bằng của công trình. Thì các bạn để thấy cái đường ranh giới màu đỏ, cái đường ranh giới màu đỏ là cái đường ranh giới của khổ đất. Đấy, và chúng tôi có nhiệm vụ làm sao mà thiết kế cái vị trí của công trình mới ở cái vị trí nổi bật nhất. Thì đây là cái đường vào của công trình này. Đó, thì bạn sẽ thấy là gì ạ? Chúng tôi sau này anh sẽ bỏ toàn bộ những cái công trình cũ này đi. Đấy, thì đây là cái đường vào, thì chúng tôi làm cho anh ấy khu vực sảnh chính ở phía đây và đẩy công trình về phía sát đằng sau của khổ đất để làm sao có khoảng sân rộng ở phía bên hông và phía đằng trước. Đó. Bây giờ các bạn hãy xem chúng tôi thiết kế chi tiết như thế nào nhé. Chiều ngang của khu vực sảnh chính chúng tôi thiết kế là 10m41. Chúng tôi chia làm 5 trục thì A, trục B 1m5, B đến C là 4m2, C đến D là 3m6 và D đến E là 1m11. Chiều sâu của công trình là 17m9, chúng tôi chia làm 6 trục, trục 1 đến trục 2 là 3m92, 2 đến 3 là 4m, 3 đến 4 là 2m88, 4 đến 5 là 4m9, 5 đến 6 là 2m2. Đó, các bạn thấy từ cốt sân cốt nền nhà chúng tôi thiết kế cho gia chủ 5 bậc đi thẳng bên trong là khu vực sảnh rất là rộng rãi, cửa 4 cánh mở thoải mái, các bạn sẽ không bị chạm vào khu vực cột này. Đó, thẳng bên trong là không gian đệm và phía bên trên là khu phòng khách 35,89m2. Không gian đệm này cũng rất là rộng, rất là rộng. Và phía đằng sau khu phòng khách thì là khu vực cầu thang bộ, thì chúng tôi che cầu thang bộ và ngăn cách với phòng khách bởi hệ lam trang trí và bức tường như thế này. Còn phòng ngủ ở dưới tầng 1 thì chúng tôi thiết kế diện tích là 19,4m2, có cửa sổ ánh sáng ở phía bên hông rất là thoáng như thế này. Phòng ăn là 19,1m2 ngay sau khu vực cầu thang và bếp ở sau cùng. Chúng tôi làm cửa trượt để không bị mùi lên khu vực phòng ăn và phòng khách, 12,16m2. Còn vệ sinh chung thì chúng tôi tách tắm riêng và vệ sinh riêng, và có cái cửa lách để đi ra phía sảnh ở đằng sau.
Ở đây chúng tôi cũng làm thêm một khu vực sảnh phụ để tạo về mặt hình khối cho công trình, và trong quá trình mà sử dụng có thể đi cửa phụ này, đi vào khu vực bếp cũng ăn không cần thông qua khu vực chợ, cửa khu vực khách. Đây các bạn có thể xem cái mô hình 3D. Đó. Cái sự khác biệt của công ty chúng tôi so với nơi khác là gì ạ? Cứ 2D chúng tôi sẽ có bản vẽ 3D đi kèm. Đó, các bạn cứ so sánh công ty chúng tôi so với những cái bản vẽ khác thì bạn sẽ thấy cái sự khác biệt hoàn toàn này. Đa phần công ty họ chỉ sử dụng bản vẽ 2D, chúng tôi có 3D rất là trực quan, đầy đủ chi tiết để cho một người thợ bình thường hoặc là các bạn không chuyên môn về phần kiến trúc, phần xây dựng, bạn có thể đọc hiểu và giám sát công trình của mình. Đấy, nhìn này chúng ta hiểu ngay. Chúng ta cắt lửa ở trên đi, chúng tôi nhìn chiếu xuống cái mặt bằng tầng 1. Thì đây là phòng khách, đây là khu vực cầu thang, đây là khu vực bàn ăn, đây là khu vực bếp, đây là vệ sinh chung và đây là khu vực phòng ngủ. Đấy. Rồi lên trên tầng 2, các bạn hãy xem tầng 2 như thế nào. Tầng 2 thì chúng tôi bố trí cho anh hai phòng ngủ. Phòng ngủ số 2 16,2 m², phòng ngủ số 3 15,94 m², hai phòng ngủ đều có ban công. Một phòng ban công bên hông, một phòng ban công phía trước. Và phòng thờ là 16,2 m² cũng khép kín, hưởng cái ban công rất là rộng ở phía khu vực sảnh chính. Khu vực phòng sinh hoạt chung là đối diện khu vực cầu thang là 13,77 m². Còn khu vực vệ sinh chung ở cuối cùng là 3,76 và cùng với trục của vệ sinh chung ở dưới tầng 1 các bạn nhé. Và duy nhất có phòng ngủ số 2 là có vệ sinh khép kín trong phòng là 3,84 m². Đó, rất là tiện và gọn như thế này. Các bạn để xem mô hình 3D để bạn để hình dung hơn. Đó. Cầu thang đi lên, phòng ngủ số 4, phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 2 vệ sinh khép kín, vệ sinh chung, phòng sinh hoạt chung và phòng thờ phía trước. Rồi trên tầng 3 thì bạn sẽ thấy là chúng tôi bố trí karaoke 15,58 m², cũng có hưởng chọn ban công phía trước. Khu vực sân thượng là uống cà phê, cà pháo ở khu vực sân thượng này. Kho 7,78 m². Khu vực phòng ngủ cho khách 13,58 m². Khu vực giặt phơi 7,16 m² và khu vực phía trung 3,8 m². Phòng ngủ số 4 này vẫn có ban công ở phía bên hông các bạn nhé. Đây các bạn để xem 3D. Còn khu vực tầng áp mái thì chúng tôi vẫn đổ mái bê tông để chống nóng cho công trình, sau đó với làm xà gồ thép siêu nhẹ kết hợp ngoài ban vít. Đó, đây là phần 3D. Còn phần kèo đây. Đó, 3D nó như vậy. Thì bạn nhìn thấy rất là dễ trực quan và dễ hiểu đúng không ạ? Đây là phần mái ngói sau khi lập lên. Rồi chúng ta sẽ tham khảo thêm về chiều cao của công trình này nhé. Đây là mặt đứng của công trình. Ok, từ cốt sân đến cốt 00, tức là chúng tôi thiết kế 5 bậc là 750, mỗi bậc 15 phân. Từ cốt 00 lên đến tầng 2, tức là chiều cao của toàn bộ tầng 1 ấy, là cao 4m1, chiều cao của tầng 2 là 3m7, chiều cao tầng 3 là 3m3 và chiều cao từ áp mái lên đến đỉnh mái nó rơi vào 2m8. Thì các bạn sẽ thấy ở dưới tầng 1 chúng tôi làm cao hơn hẳn như thế này đây, để có thể sau này gia chủ đóng trần thạch cao giật cấp thì nó sẽ không bị thấp. Thì đối với chiều cao như thế này là rất là hợp lý, 4m1 các bạn nhé, nếu các bạn làm thạch cao. Còn nếu các bạn mà làm cái hệ phào chỉ PU trang trí mâm hoặc là những cái mâm bằng gỗ nó phức tạp hơn, nó chiếm nhiều cái không gian hơn, thì chúng ta có thể nâng chiều cao lên 4m3 đó, hoặc 4m5. Đấy, các bạn sẽ thấy 2D đây thì sẽ có 3D của từng mặt đứng một. Đấy, 2D đây sẽ có bản vẽ 3D rất là đầy đủ chi tiết. Công trình này có 4 mặt đứng thì chúng tôi đều triển khai chi tiết 4 mặt đứng kích thước. Đấy, công trình bản vẽ rất là nặng các bạn nhé, thì sử dụng cái công nghệ BIM là công nghệ của Mỹ, công nghệ thiết kế tốt nhất hiện nay, và nó cần phải có người có cái sự đam mê học hỏi, tại vì để mà sử dụng một cái phần mềm mới vẫn rất mất nhiều thời gian, và đó lý do tại sao mà các công ty đa phần họ họ quen sử dụng phần mềm AutoCAD và phần mềm vẽ 2D, sau đó họ đưa vào phần mềm 3DS Max để họ dựng, hoặc là SketchUp hoặc Su. Nhưng mà đối với David thì rất là trực quan chi tiết như thế này, là một phần mềm trong công nghệ BIM. Thì nói qua để các bạn hiểu đấy, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt đều 2D, 3D. Đó, thì các bạn cứ hỏi tôi là tại sao mỗi công ty lại khác nhau như vậy, thì do cái năng lực của mỗi công ty, do cái công nghệ để tạo ra cái bản vẽ đó, do cái quy trình để triển khai một bộ hồ sơ thiết kế gồm những cái nhân sự như thế nào, đúng không ạ? Và cuối cùng là cái nguồn lực của cái công ty đó. Đó. Ví dụ như nếu các bạn mà chỉ chăm chăm vào bản vẽ mà các bạn không để ý đến những cái dịch vụ sau đó, ví dụ chúng tôi còn hỗ trợ giám sát, chúng tôi còn hỗ trợ qua cái hotline, tức là các bạn thắc mắc cái gì hoặc người thợ thắc mắc cái gì cứ gọi điện là sẽ có bộ phận trả lời toàn bộ những thắc mắc đó trong quá trình thi công. Đó, thì nếu các bạn chỉ để ý cái phần bản vẽ mà người ta không hỗ trợ sau này thì cũng không có tác dụng gì, đúng không ạ? Đó, thì công ty chúng tôi tập trung vào những dịch vụ sau bán hàng nữa.
Và chúng tôi còn cung cấp rất là nhiều các cái thông tin về dạng vật liệu mới, công nghệ mới, rồi những cái mẫu nội thất hoặc là những mẫu sân vườn để các bạn thể tham khảo và áp dụng trong chỉnh của mình, chứ không phải là chỉ chia sẻ mỗi những cái mẫu nhà các bạn nhé. Tại vì chúng tôi kết hợp với rất là nhiều những cái nhà máy để có thể chia sẻ những kiến thức phổ biến các bạn cập nhật cho công trình tương lai của mình. Đấy, cửa giảng đấy, cửa thì toàn bộ hiện nay là chúng tôi thi công trên gói là sử dụng hệ cửa composite, và còn là cửa chính thì các bạn thể làm bằng cửa gỗ, tốt nhất bây giờ sử dụng gỗ gõ đỏ nếu các bạn điều kiện, hoặc là dạng chúng ta sử dụng bằng cửa thép vân gỗ cũng được nếu mà các bạn làm được bộ cửa chính nhé. Đấy, còn nhôm kính thì chúng ta trong nước, nếu mà chúng ta bình thường thì chúng ta làm nhôm sinh pha, tốt nhất là nên làm nhôm sinh pha các bạn nhé, nhôm sinh pha tem đỏ. Và còn có điều kiện hơn nữa thì chúng ta sử dụng nhôm nhập khẩu của Đức, của Ý, 2D, 3D, kể cả vệ sinh, rất đầy đủ chi tiết để các bạn tham khảo cho công trình tương lai của mình. Thì hy vọng là cái chia sẻ của chúng tôi vừa rồi đã giúp ích cho mọi người. Trước khi kết thúc cái phần này thì tôi muốn chia sẻ thêm các bạn về ý tưởng phối cảnh của công trình. Đấy, các bạn đã thấy là khi mà chúng tôi lên mặt bằng, chúng tôi đã nghĩ ngay được cái ý tưởng về phần 3D của công trình rồi. Thì chủ nhà anh Nam anh mong muốn là có một cái công trình nó khác biệt so với những công trình xung quanh, mà nó cũng tính chất hiện đại nhưng mà nó có một cái gì đó nét riêng, cái tính cách cá nhân, cái phong cách sống của anh. Thì bạn sẽ thấy đầu tiên nó nói về cái yếu tố hình khối trong cái phần phối cảnh của công trình, thì tôi tạo hình rất là gì ạ? Hợp lý khi mà chúng tôi đưa những cái khoảng ở khu vực sảnh chính, sảnh phụ, ở những khu vực ban công hoặc là những cái độ thò ra của hệ mái, nó rất là nhịp nhàng, cân đối từ trên xuống dưới và từ trái sang phải, từ trên xuống dưới đúng không ạ? Đó, đặc biệt là diện cái hệ mái, các hệ mái đúng không ạ? Điểm ở khu vực phân tầng giữa tầng 1, tầng 2, tầng 2, tầng 3 đó, và hệ mái của khu vực tầng mái. Kèm theo đó là gì ạ? Các bạn thể để ý là chúng tôi có trang trí thêm một số những cái chi tiết nó nhỏ thôi, chúng tôi không đắp vẽ mà chúng tôi trang trí thêm một số những cái chi tiết, ví dụ như các cái chỉ này chạy xung quanh tường ở khu vực tầng 2 để nhấn cho riêng khu vực tầng 2 này, hoặc các bạn thể thấy những cái hệ lanh tô đua ra đó, chạy thông từ tầng 2 lên tầng 3 và chạy xung quanh những cái viền cửa sổ như này đó, cũng rất là gì ạ? Nổi bật khi mà chúng ta để ý đến, chúng ta làm thêm những cái chi tiết đó, hoặc là những cái cột chúng tôi đắp giả ra như thế này lồi ra làm rất là vuông vắn thôi, khỏe khoắn thôi đấy, nhưng mà nó tạo ra một cái hình khối bắt mắt và cái công trình nó có cảm giác độ vững chãi hơn rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, thì những cái đấy là những cái rất là nhỏ nhỏ thôi, nhưng khi chúng ta có hình khối đẹp rồi, chúng ta tô thêm những cái nhỏ nhỏ như vậy thì công trình lại càng nổi bật hơn. Khi hình khối ok rồi thì chúng ta sẽ xét đến cái yếu tố về màu sắc của công trình, thì chúng tôi sử dụng cái tông màu trắng, cái tông màu chủ đạo kết hợp với lại những cái tông màu xám của mái ngói, hoặc là những cái tông màu tối hơn của dạng lan can sắt nghệ thuật, của dạng gạch thẻ ở bên dưới chân tường đó, và một số các cái tông màu điểm giả sơn giả gỗ ở những cái viền trang trí, thì tạo ra cái điểm nhấn nhá rất là bắt mắt cho công trình này. Đó, tông về màu thì đa phần hiện nay sử dụng tông màu kem hoặc tông màu trắng kết hợp với những cái tông màu tối hơn của những cái vật liệu khác, chứ người ta không dùng quá nhiều cái màu mè, hoặc là người ta không dùng những cái màu sặc sỡ. Tùy, nếu nếu đấy là sở thích cá nhân riêng của bạn, bạn thích những cái màu sặc sỡ thì tôi không 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 dám nói, nhưng mà đa phần hiện nay chúng ta sử dụng những cái tông màu này, nó sẽ không bao giờ bị lỗi bút theo thời gian, và nó gì ạ? Nó rất là đẹp, nó toát ra cái độ sang của công trình so với cái việc mà chúng ta dùng quá nhiều màu sắc các bạn nhé. Ok, còn về phần vật liệu thì chúng tôi toàn bộ là sử dụng những vật liệu rất tốt, ví dụ mái là chúng tôi sử dụng xà gồ thép nhẹ kết hợp với ngói ngói dạng ngói xi măng và bắn vít. Ngói này thì chúng tôi cũng đang cung cấp và chúng tôi thi công trọn gói hệ mái, nếu các bạn không làm trọn gói thì chúng tôi làm từng phần. Còn nhôm thì là nhôm si pha tôi đã chia sẻ các bạn rồi, thì các bạn có thể liên hệ chúng tôi tư vấn các bạn nhôm nhập khẩu, nhôm trong nước, nhôm si pha tem đỏ đó, thì tối thiểu chúng ta phải sử dụng nhôm si pha dạng trong nước cũng có nhé, nhôm sinh pha Quảng Đông cũng có, tối thiểu là phải sử dụng hệ nhôm sinh pha trở lên. Và lan can này, lan can sắt nghệ thuật, cái phần này thì chúng tôi vừa là diện tự vẽ và tự thi công luôn đó, nếu các bạn cần thuê chúng tôi thì chúng tôi có sẵn gia công, các bạn lên trên YouTube có thể xem rất là nhiều video chúng tôi làm về máy kính sắt nghệ thuật, lan can sắt nghệ thuật, ngay kể cả những cái trụ sở của chúng tôi đều có những cái mẫu lan can sắt nghệ thuật rất đẹp. Thay vì chúng ta làm lan can kính, chúng ta làm lan can nhôm đúc, thì bây giờ lan can sắt nghệ thuật là một cái trào lưu mới đang nổi lên đó, các bạn sợ nó bị rỉ đúng không ạ?
Thì bây giờ những cái hệ sơn người ta quét 7 lớp sơn rồi, đấy, nó rất là bền, và bạn cứ chơi khoảng tầm chục năm chúng ta lại, chúng ta lại sơn lại một lần, thì công trình 10 năm là chúng ta phải cải tạo một lần rồi, chứ không có cái gì nó là bền mãi cả. Đấy, nhưng mà trong chục năm đó chúng ta sử dụng 7 lớp sơn nó đã rất là bền rồi. Còn nếu các bạn muốn bền nữa không bị gì thì chúng ta có thể mạ kẽm nhúng nóng, sau đó chúng ta sơn thì lại càng bền các bạn nhé. Đó, còn đầu dưới thì chúng tôi sử dụng những phần gạch thẻ trang trí cho công trình. Đó, các bạn để quan sát view tổng thể công trình này, cái ngõ đi vào đây thì chúng tôi vẫn còn khoảng sân rộng ở phía đằng trước, phía bên hông. Đấy, và chúng tôi cũng không quên làm những cái bồn hoa xung quanh cửa sổ ban công để tạo khoảng xanh cho công trình. Trên này là cái mái để chúng ta có thể làm cái bữa tiệc nướng BBQ hoặc là chúng ta uống cà phê ở trên không gian mái này. Đấy là cái view của chúng ta nhìn mặt bên hông. Bên hông này thì chúng tôi để một cái ngách, nhưng mà chúng tôi trang trí nhẹ nhàng hơn, tại vì sẽ không có nhiều view để quan sát ở cái khu vực mặt bên hông. Đây là mặt trực diện của khu vực sảnh phụ, rất đẹp bắt mắt đúng không các bạn? Đó, đây là cái view có thể nhìn thấy tổng thể. Đây là view phối cảnh công trình về ban đêm. Rồi các bạn để dựng hình TV hoặc điện thoại để ngắm nhìn kỹ lại công trình này nhé. Trước khi mà tôi kết thúc video thì hy vọng là các bạn có thể học hỏi áp dụng gì đó cho công trình tương lai của mình. Nếu các bạn mà cần chúng tôi tư vấn xem là với cái số tiền như vậy thì bạn sẽ thiết kế được cái nhà như thế nào, diện tích bao nhiêu, số tầng bao nhiêu, công năng như thế nào là hợp lý, hoặc là các bạn đang có một ý tưởng nhưng mà bạn không thể nói ra thành lời, thì có thể gọi điện cho tôi xuống bên dưới để chúng tôi về tận nơi khảo sát, và những kiến trúc sư chúng tôi thiết kế cho bạn một ngôi nhà đẹp và thể hiện được cái lối sống, cái phong cách sống cũng như cái cá tính của bạn ở ngôi nhà, không chỉ thông qua công năng mà phối cảnh ở phía bên ngoài của công trình hoặc là không gian sân vườn, không gian nội thất bên trong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.